Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình ẩm thực hình chữ S. Và ngày hôm nay Trúc Linh rất hân hạnh khi tiếp tục là nhịp cầu nối giúp cho một vị khán giả tìm đến được món ăn yêu thích dành cho gia đình. Nhưng mà câu chuyện của cô ấy như thế nào, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi nhé. Là một người mẹ, tôi quan tâm tới việc ăn uống của con mình. Trong các chất đạm, tôi biết là cá là một phần quan trọng. Nhưng tôi có làm gì, nấu như gì thì các con tôi tới món cá thì sẽ chừng lại, ăn một cách ể oải hoặc là bỏ ăn. Tôi mong chương trình giới thiệu cho tôi một món ngon về cá để có thể tôi nấu cho các cháu ăn và các cháu sẽ thích thú cá hơn. Đúng là tấm lòng của người mẹ phải không thưa quý vị? Và để giúp cho vị khán giả vừa rồi tìm được món ăn làm từ cá hấp dẫn dành cho các con của mình thì Trúc Linh có hẹn gặp chị ấy để có thể trao đổi được nhiều hơn. Chị Phương Vy nè, không biết là các bé nhà mình năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi chị ha? Bé nhà chị thì một bé 8 tuổi và một bé là chuẩn bị vô lớp 1. Như chị chia sẻ là hình như là các bé không có thích món cá thì phải? Thì gần như là vậy á. Thì mặc dù là chị cũng đã thay đổi các món ăn về cá cho cháu, từ cá lóc rồi sang cá điêu hồng, cá thu, nhưng mà gần như là tới tất cả món ăn về cá là các bé là quậy quậy, như là không chịu ăn. Cái vấn đề chị lo ở đây là dinh dưỡng không hoàn thiện của các bé. Với yêu cầu của chị thì chương trình ẩm thực hình chữ S sẽ mời chị đến gặp anh đầu bếp để xem anh ấy có những gợi ý như thế nào chị nha. Và xin mời chị ạ. Em chào anh Thịnh. Chào Trúc Linh. Dạ, giới thiệu với anh Thịnh, đây là chị Phương Vy, người mẹ mà đang cố gắng thuyết phục con mình ăn cá mà em đã có nói với anh đó. Không biết là anh có cách gì để giúp cho chị Vy chưa ha? Dạ. Chào chị Vy. Theo như em biết là rất nhiều bé không thích ăn cá, không phải là chị bé nhà chị đâu, và đa số các bé đều thích ăn gà rán. Dễ dàng thôi, hôm nay em sẽ giới thiệu với chị một món ăn từ cơm và cá cũng rất là lạ. Món ăn có tên là cơm chiên cá hồi. Trước đây thì mình biết là cơm chiên có, cá chiên có, thì cơm chiên cá hồi là lần đầu tiên mình được nghe. Nghe cái tên cơm chiên cá hồi thì ngay cả bản thân em cũng cảm thấy vô cùng hấp dẫn. Và bây giờ thì chắc em mời chị vào giữa nha, để anh Cường Thịnh có thể hướng dẫn chị kỹ hơn. Còn em thì em sẽ đứng ở đây để em học hỏi theo ạ. Và để làm món cơm chiên cá hồi thì chúng ta cần có khoảng 300g phi lê cá hồi á, khoảng một tô cơm. Cơm này thì mình sẽ lựa cái gạo tài nguyên, thì khi mình nấu cái cơm nó sẽ khô vừa, nó không có nhão quá cho các bé. Thì mình sẽ có tỏi, bột năng, một số gia vị như là muối, hạt nêm, bột ngọt, dầu ăn, nước tương. Và bên cạnh các bé thì chúng ta sẽ sử dụng một ít loại rau hoặc quả ăn kèm. Chúng ta sử dụng thêm dưa leo, tại vì dưa leo rất là tốt cho các bé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm ha. Nhờ chị cắt giùm em cái phần cá này, chúng ta sẽ cắt thành những cái hình quân cờ á. Anh Thịnh này, làm sao mình biết được miếng cá nào nó tươi ngon? Chị đi siêu thị á, chị muốn biết con cá nó tươi thì chị sẽ dùng tay ấn vào cái phần thịt cá. Nếu như nó có sự đàn hồi thì là cái phần thịt cá nó còn tươi. Còn nếu như chị ấn vô mà nó núng vô hẳn ở trong á thì cái phần cá nó để 2-3 ngày rồi. Thứ hai là mình nhìn vô cái màu cá nó phải tươi sẫm thì cái phần cá của chúng ta nó mới là ngon. Bây giờ chị cắt giúp em cái phần cá nó thành những cái phần hình quân cờ ha. Và nếu như các bé muốn ăn cái cơm nó giòn giòn á thì chúng ta sẽ làm một cái phần cháy. Thì cái phần cháy này chúng ta rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ cho một ít cơm vô trong đây. Mình sẽ cho vào đây một muỗng súp bột năng ha. Rồi mình sẽ trộn đều cái nguyên liệu lên. Rồi chúng lên trộn. Dạ, đây em sẽ phụ công. Tại sao mình phải cho bột năng vậy anh? Mình cho bột năng vô trong cái phần cơm để cho nó tơi ra. Khi mình chiên á, nó sẽ tách rời và nó không bị dính lại. Và mình sẽ được một cái phần cháy khi mình ăn nó có cái độ giòn giòn. Không những các bé thích đâu mà người lớn cũng thích nữa đó. Sao mình không pha nước trước ha anh ha? Mình để khô như vậy luôn ạ? Cái này mình sẽ chiên khô luôn, mình không có pha nước. Lát nó dầu nóng mà mình sẽ bỏ cho mình chiên và mình vớt ra cũng rất là nhanh chóng. Dạ. Thôi. Như vậy là chị Vy với lại quý vị khán giả cũng lưu ý với điều này, đó là khi mà chúng ta trộn bột năng vào cơm để chiên á thì mình sẽ trộn khô chứ không pha nước sẵn. Dạ. Rồi em đã xong rồi ạ. Bây giờ mình sẽ ướp cái phần cá. Ướp cái gì ạ? Chúng ta chỉ ướp vào đây một ít hạt nêm thôi, khoảng 1/2 muỗng cà phê hạt nêm. Ta ướp vào đây một chút xíu bột ngọt và một ít tiêu. Cái tiêu có làm cay bé không? Không, mình cho một ít thôi thì nó sẽ không có cay. Nó chỉ lên dậy mùi lên một chút.
Với món cơm chiên cá hồi này thì mình muốn cơm mình có màu sắc thêm cho đẹp mắt anh, thì mình không biết là làm cách nào ạ? Để thêm màu sắc nữa thì mình có thể cho thêm một ít cái phần dưa leo hoặc là đậu hòa lan hoặc là bắp cho các bé. Vì cái phần cá khi chúng ta ướp thì chúng ta sẽ để trong tủ mát khoảng 30 phút cho cái phần cá nó được thấm. Bây giờ anh sẽ cắt cho tủ mát. Ngày hôm nay Trúc Linh nghĩ rằng là không chỉ chị Phương Vi mà còn nhiều quý vị khán giả nữa, đặc biệt là những gia đình nào mà có các bé không thích ăn cá thì sẽ có thêm rất là nhiều bí quyết để làm nên một món cá rất là thơm ngon dành cho các bé. Mình cũng hy vọng các bé nhà mình sẽ thích ăn món này. Rồi bây giờ đầu bếp của chúng ta đã trở lại rồi. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ làm cái phần cháy cho cái phần cơm của chúng ta ngày hôm nay ha. Dạ. Cơm này thì em đã trộn đều sẵn với bột năng lúc nãy rồi nè anh. Chảo nóng thì chúng ta sẽ cho dầu vô. Anh Thịnh ơi, em thấy là hình như là mình có rất là ít cơm mà sao mình để nhiều dầu vậy anh? Mình cho cái phần dầu nhiều như thế này để chúng ta chiên cái cháy thôi. Lát chúng ta sẽ chắc ra, chúng ta sẽ lấy và để chúng ta chiên cơm. Một cái phương pháp rất là nhanh và gọn là chúng ta sẽ trộn cái phần cơm này với gia vị. Sau đó thì chúng ta chiên thì cái phần cơm này nó sẽ đều và nó sẽ rất là ngon. Với một lượng nửa ký cơm như thế này thì chúng ta sẽ cho vào đây một muỗng cà phê hạt nêm, một ít tiêu. Và để cho cái màu cơm của chúng ta nó có cái màu nâu thì chúng ta cho vào đây một cà phê nước tương. Chị trộn lên giúp em. Không biết là các bé nhà mình có thích ăn cơm chiên không chị Vi ha? Ở nhà các con mình rất là thích ăn cơm chiên. Nhưng mà cơm chiên thường mình chiên với trứng hoặc là với lại xúc xích. Chưa có thử chiên với cá bao giờ. Món chiên là một trong những món ăn xếp thứ hai của Việt Nam. Trong các cái món ăn của Việt Nam người ta hay ví vui là nhất nướng, nhì chiên, tam xào, trứng luộc, bắt buộc kho tiêu. Đó là năm cái món ăn đặc trưng của Việt Nam chúng ta. Dạ, không biết là rau củ này thì mình có cần sắt ra như thế nào? Phần cà chua thì mình sẽ sắt hạt lựu nhỏ nhỏ thôi, lát mình trộn vô cho các bé. Rồi quý vị khán giả thân mến, khi chúng ta chiên cái này thì nhiệt độ dầu không được quá nóng. Nếu nóng như thì cái phần cơm của chúng ta nó sẽ bỏng lên, ăn nó sẽ không giòn. Chị Vi xem anh làm ha. Và khi chúng ta đổ, chúng ta đừng có đổ ào vô một lần, chúng ta sẽ đổ từ từ. Chúng ta giải giống như ở nhà chúng ta hay giải thóc vậy đó. Mình sẽ chiên nó khoảng thấy nó vàng cái phần cơm là chúng ta sẽ vớt ra ha. Và chúng ta sẽ có được cái phần cháy khi chúng ta ăn nó sẽ có độ giòn giòn. Và chị làm cái phần cháy này cho các bé ăn, bé rất là thích. Nó hơi vàng mặt của cái phần cơm á, là chúng ta sẽ vớt ra cái rổ để cho nó ráo. Anh Thịnh nè, em cứ nghĩ là cơm cháy thì các hạt cơm nó phải dính vào nhau chứ, cái này nó rời rời vậy luôn á. Đúng rồi, là do chúng ta sử dụng bột năng thì hạt cơm nó sẽ rời ra. Còn nếu như chúng ta không biết cắt, chúng ta không cho bột năng á, thì cái hạt cơm nó sẽ dính lại. Và khi ăn nó rất là cứng. Chúng ta sẽ chắp bỏ cái phần dầu đi. Mình có thể cho vào đây một ít muối để cho nó bớt răng dầu. Chị Vi với lại Trúc Linh thấy không, cái phần cơm của chúng ta nó vàng đều hết rồi. Và chúng ta đưa qua một bên. Mình còn cái phần áp chảo cá và chiên cơm nữa. Nhờ Trúc Linh lấy giùm anh cái phần cá hoặc để chúng ta ướp vào một chút lại. Dạ. Dạ rồi, em gửi anh Thịnh. Khi mà mình áp chảo cá như thế này thì có cần phải lửa thật là nóng không anh? Nóng vừa phải thôi, không cần nóng quá. Đối với cá hồi rất là nhanh chín cho nên mình chỉ cần áp cho cái phần da nó giòn là được. Rồi mình sẽ cho thêm vào đây một ít dầu á. Và khi mình áp chảo cá thì mình cho ít dầu thôi, không cần nhiều dầu lắm. Và khi mình áp chảo thì chúng ta nhớ là chúng ta đặt cái phần da xuống để cho cái phần da nó được giòn ha. Do một số bé không thích cái mùi tanh của cá cho nên là các bé không muốn ăn. Cho nên chúng ta làm cái phương pháp này thì cái phần cá nó sẽ bớt đi được cái mùi tanh. Riêng với cá hồi á, mà không biết sao mà khi mình áp chảo á, lại là dậy lên một cái mùi rất là đặc trưng. Nếu như người lớn mình ăn món cá chiên này thì mình có thể sắc lớn hơn hoặc là cái độ mỏng nó mỏng hơn được không anh? Được, mình có thể làm một cái miếng bản lớn hơn. Dạ. Khoảng lòng bàn tay của chúng ta, sau đó chúng ta áp chảo và chúng ta đặt lên cái phần cơm ở trên. Và khi chúng ta ăn thì chúng ta sẽ sắn ra. Rồi bây giờ cái phần cá cũng đã được ha, nó chuyển sang màu cánh tược ha. Chúng ta sẽ vớt cái phần cá ra cái... Rồi chúng ta chúc cái phần cá vô trong cái vườn này ha. Rồi cái phần cá của chúng ta được màu cánh chén ha. Chúng ta lót vào cái giấy để cho nó thấm dầu. Rồi chúng ta để qua một bên. Bây giờ chúng ta chiên cơm là món ăn hoàn tất. Và cơm của chúng ta đã lúc nãy đã trộn sẵn các gia vị mà. Đúng rồi, chúng ta trộn sẵn rồi, giờ chúng ta chỉ có việc chiên thôi. Và chúng ta không cần phải cho thêm gia vị nữa. Dạ. Mình sẽ cho vào đây một ít dầu.
Như vậy là chị My ơi, em thấy là các bước thực hiện cũng khá là đơn giản, không có quá cầu kỳ, nhưng mà bù lại thì thơm, mùi thơm vô cùng hấp dẫn. Rồi mình sẽ cho vào đây một ít tỏi. Ta phi cho cái phần tỏi nó vàng và chúng ta chọc hương. Nếu như mà mình muốn cho thêm cái rau củ khác ngoại trừ cà chua đó, thì mình cho thêm đậu Hà Lan hay là nấm hay là cà rốt đó, thì cho vào lúc nào? Mình sẽ cho vào lúc đầu này, mình sẽ xào trước sau đó mình sẽ cho cơm. Rồi cái tỏi đã vàng ha, mình sẽ chút cái phần cơm này vô. Khi chiên như vậy thì mình sẽ dùng lửa lớn hay lửa nhỏ vậy anh ạ? Lúc đầu mình sẽ để lửa lớn để cho cái phần cơm nó sẽ săn lại, sau đó mình sẽ để lửa nhỏ lại một chút. Và khi mà mình muốn biết cơm nó chín hay không là hạt cơm nó sẽ nhảy ở trên cái chảo, là lúc đó là hạt cơm nó đã chín rồi. Rồi phần cơm cũng đã nhảy trên bếp ha. Dạ. Em cắt dùm anh một ít hành lá sắc nhuyễn rồi mình cho vô cho nó có màu xanh ha. Dạ. Khi nào mình cho cá vào vậy anh? Sau khi xong mình sẽ tắt bếp và mình sẽ cho phần cá vô. Nếu như mình muốn cái phần cá lẫn với phần cơm thì mình sẽ dầm một ít cá cho nó nát ra. Xong mình cho vô đây mình trộn và một phần mình sẽ để lên trên. Em sẽ làm giúp anh một ít cái phần cá cho nó nát ra. Rồi chúng ta sẽ đảo đều. Và cuối cùng mình sẽ cho cái phần cháy này vô luôn ha. Ta trộn đều nguyên liệu lên. Lát nữa chúng ta ăn nó sẽ có cái độ giòn giòn sực sực và cái mùi thơm của cá nữa. Món ăn sẽ hoàn tất rồi, anh sẽ tắt bếp, mình sẽ trình bày cái món ăn cho nó đẹp mắt để các bé nhìn vô nó sẽ hấp dẫn và nó sẽ ăn được nhiều hơn. Và bây giờ thì chắc có lẽ em có một đề nghị như thế này, đó là anh Thịnh, chị Vi, em, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức món cơm chiên cá hồi này ạ. Thôi anh mời Vi và Trúc Linh dùng thử cái món này xem như thế nào đó. Màu sắc rất là đẹp, nâu cánh gián, cơm giòn, mềm, vị thơm của cá, vị tươi của cà chua, rất là dễ ăn. Mình hy vọng là con mình sẽ thích. Và ngày hôm nay được gặp anh Thịnh nè, cũng như chị Vi nè, Trúc Linh đã học thêm rất là nhiều bí quyết, có thể là chế biến những món là không chỉ trẻ em thích ăn đâu, mà ngay cả bản thân Trúc Linh và những người lớn cũng rất là thích nữa. Đặc biệt món này mình ăn sáng thì hết sảy anh ha. Phải nói là cảm ơn anh Cường Thịnh rất là nhiều, vì ngày hôm nay là chỉ một khoảng thời gian ngắn mà thôi, anh đã chế biến ra một món cơm chiên cá hồi thật là hấp dẫn. Dạ. Cảm ơn anh. Và cảm ơn chị Vi, đặc biệt là chị đã gửi yêu cầu về cho chương trình, cũng như chương trình có dịp để đáp ứng yêu cầu của chị với một món ăn từ anh Cường Thịnh rất là thơm ngon. Trúc Linh hy vọng rằng với món cơm chiên cá hồi mà đầu bếp Cường Thịnh vừa giới thiệu thì vị khán giả của chương trình sẽ thành công trong việc giúp các con mình có được bữa ăn cân đối dinh dưỡng hơn với món cá. Đừng quên liên hệ với ẩm thực hình chữ S để chia sẻ về món ăn mà quý vị yêu thích nhé. Còn bây giờ cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Trúc Linh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.